Phương án thứ hai của đen hình cờ này là tượng 3 tiến ong. Đến đây, cờ đỏ hai khả năng đi quân. Một là tốt 5 tiến 1 và hai là mã 8 tiến 7. Khả năng đi quân đỏ tốt 5 tiến 1. Đen xuất xe ra dân tượng. Đen còn hai khả năng đi quân khác. Một là đen đi tốt 3 tiến 1. Cờ đỏ tiên thủ. Hai là đen đi xe 1 bình 4. Cờ đỏ ưu thế. Như đen xe 1 bình 3. Đen tiến pháo là hàng tốt. Đổi lại, như đen đi tốt 3 tiến 1. Cờ đỏ nhiều tốt, ưu thế. Như đen pháo 6 tiến 4. Đen lộn pháo ăn mã. Đổi lại, như đen mã 7 tiến 5 ăn pháo. Mã đen chưa có nước đi tiếp hay. Cờ đỏ hơn tốt ưu thế. Như đen pháo 2 tiến 7. Cờ đỏ nhiều tốt, ưu thế. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
Cờ đỏ à? Nhiều tốt, ưu thế. Khả năng điều thứ hai của đỏ hình con này là mã 8 tiến 7. Đen đấm tốt 3. Đổi lại, đen đi xe 1 bình 4. Cờ đỏ ưu thế. Như đen tốt 3 tiến 1. Đỏ xuất xe. Đổi lại, như đỏ đi pháo 5 lùi 2. Cờ đỏ không có loại gì. Như tiếp theo, hình thế hai bên đối chọi. Như đỏ xe 9 bình 8. Cờ đỏ ưu thế. Mà các bạn xem lại cái đi quân này. Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.